Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Top Anime, nơi mà mình sẽ cùng các bạn điểm danh những xếp hạng trong anime. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. JoJo's Bizarre Adventure là một anime rất nổi tiếng dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Hirohiko Araki. Bộ truyện kể về cuộc phiêu lưu của các thành viên của gia tộc JoStar. Mỗi phần của bộ phim chứa đầy kịch tính và sự phấn khích. Do phong cách nghệ thuật độc đáo, bộ truyện đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Các trận đánh trong JoJo's Bizarre Adventure là một cái gì đó rất khác. Một số trận đánh chứa đầy cảm xúc và một số chỉ toàn những cú đấm điên cuồng và stand cry. Có rất nhiều trận đánh tuyệt vời trong series và thực sự rất khó để chọn ra duy nhất chỉ 10 trận mà thôi. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình xem đâu là 10 trận đánh hay nhất trong JoJo's Bizarre Adventure nhé. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Đứng vị trí số 10 trong danh sách ngày hôm nay chính là trận đánh của Giorno Giovanna và Diavolo. Giorno Giovanna, nhân vật chính của series JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, có sở hữu stand mạnh nhất trong toàn bộ series anime JoJo. Stand của Giorno là Golden Experience Requiem. Ban đầu, stand của Giorno không đủ mạnh để có thể hạ gục Diavolo, nhưng cậu đã tiến hóa nó lên cấp độ tiếp theo bằng cách đâm mũi tên vào nó. Diavolo nhân vật phản diện chính của phần 5 và stand của hắn ta là King Crimson và đương nhiên cũng là một trong những stand mạnh nhất nhờ khả năng tác động đến thời gian. Cuộc chiến giữa họ có rất nhiều ý nghĩa vì cuộc chiến này đã chấm dứt triều đại của Diavolo với tư cách là ông chủ của Passione. Tiếc là sau trận chiến này thì Giorno lại không còn đất diễn ở những phần sau nữa. Ở vị trí số 9 trong danh sách ngày hôm nay chính là trận đánh giữa Jotaro Kuzo và Kira Yoshikage. Jotaro là một trong những vật yêu thích nhất của mình. Nhiều người sẽ cho rằng Jotaro trong phần 3 là Jotaro mạnh nhất. Tuy nhiên, anh thực sự có được sự phát triển nhân vật phù hợp trong các phần khác, đặc biệt là phần 4. Jotaro thực sự phát triển rất nhiều. Quý ngài yêu thích bàn tay và Jotaro đã có một cuộc chiến ngắn trong phần 4. Jotaro bị thương nặng từ cuộc chiến chống lại Secret Attack, nhưng vẫn quyết định bước lên chiến đấu khi Kira tới. Jotaro đấm liên tục vào mồm Kira và bỏ hắn ta với khuôn mặt xấu xí. Thực sự nếu chỉ tính đoạn Kira ăn đấm thì không giống một trận đánh lắm nhỉ. Nhưng trước đó thì hắn cũng đã cho Jotaro một sổ hành với Secret Attack rồi. Ở vị trí số 8 sau danh sách ngày hôm nay chính là trận chiến giữa Mista, Giorno và Giachio. Đây là một trong trận chiến hấp dẫn nhất trong phần 5. Không còn phải nghi ngờ gì khi nói rằng Giorno và Mista là những người bạn thân nhất. Trừ khi cả hai là gay và Điều gì có thể tuyệt vời hơn khi cả hai người họ hợp tác để chiến đấu với một nhân vật phản diện. Giachio thực sự là một kẻ khó nhằn và thực sự bộ đôi này của chúng ta cần nỗ lực rất nhiều để làm tổn thương hắn ta. Stand White Album của Giachio tạo thành một bộ giáp xung quanh cơ thể hắn và không giống như hầu hết các stand khác xuất hiện một cách riêng biệt. White Album là một stand nguy hiểm có khả năng đóng băng các vật thể xuống mức độ không tuyệt đối. Mista cũng phải chịu vô số thương tích trong cuộc chiến và thực sự nếu tác giả Giachio mạnh tay một chút thôi thì chúng ta phải chia tay với anh rồi. Tuy nhiên, những nỗ lực kết hợp của Giorno và Mista là đã đủ để áp đảo Giachio. Ở vị trí số 7 trong sách hôm nay chính là trận chiến giữa Jotaro Kuzo và Dabi. Thực sự nếu không có trận đấu này thì quả là một top 10 thiếu sót đối với bọn mình. Đây là một trong số ít những trận đánh mà Jotaro không chỉ đấm đối thủ của mình mà còn đấu não cực căng nữa. Sau khi Ponarev và Joseph đã thua Dabi, Jotaro biết rằng anh cần phải nghiêm túc hơn. Cuộc chiến này thực sự không thể tin được, nó khiến cho bạn cảm thấy thực sự áp lực khi bất cứ nhân vật nào mà bạn yêu quý trong phần 3 cũng có thể dễ dàng ra đi bằng cách bị lấy mất linh hồn. Và cuối cùng, Jotaro đã tìm cách thoát ra và đánh bại Dabi. Ở vị trí số 6 trong sách ngày hôm nay chính là trận chiến giữa Josuke Higashikata và Kira Yoshikage. Josuke là nhân vật chính của JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Josuke giống như một học sinh trung học bình thường với mái tóc dị hợm. Stand của Josuke là Crazy Diamond và đó là một stand rất độc đáo. Stand của Josuke cho cậu sức mạnh để chữa lành cho mọi người. Nó là một khả năng tốt đẹp khi hầu hết các stand khác chỉ có thể làm hại người khác. Cuộc chiến của Josuke với Kira cho thấy quyết tâm cứu Morio của cậu. Và ngay cả sau khi Josuke đánh bại Kira, cậu vẫn quyết không giết hắn ta. Điều đó cho thấy Josuke tuân thủ mạnh mẽ nguyên tắc không giết người của mình. Tuy nhiên, nhìn thấy đòn đánh của Crazy Diamond và hai bắp tay của Killer Queen vẫn sướng mắt đúng không các bạn? Ở vị trí số 5 trong danh sách ngày hôm nay chính là trận đánh giữa Giorno Giovanna và Chocolata.
Fan hâm mộ của JoJo thực sự nên biết ơn David Productions khi đã khiến cuộc chiến này trở nên tuyệt đẹp trong anime. Cuộc chiến giữa hai người này có rất nhiều ý nghĩa. Green Day của Chocolata sẽ quét sạch mọi người ở Rome và do đó, nó đáng lẽ ra cũng sẽ chấm dứt chuỗi ngày tìm kiếm ông chủ của Jono. Tuy nhiên, Jono thì luôn có giấc mơ, mà đã có giấc mơ thì phải luôn sức bảo vệ giấc mơ của mình. Hiểu được tầm quan trọng của trận chiến này, Jono quyết định Muda cho đến khi Chocolata không thể chiến đấu được nữa. Ở vị trí số 4 trong danh sách ngày hôm nay chính là cuộc chiến giữa Joseph Joestar và Gomu, một trong những người cột. Cuộc chiến này có lẽ là cuộc chiến hay nhất trong phần Battle Tennessee. Thật tiếc khi Joseph và Gomu không phải là trận chiến cuối cùng trong phần 2. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu Gomu là chùm cuối của phần này, theo nhận định cá nhân của bọn mình thôi nha. Đó là trận chiến giữa hai chiến binh mạnh mẽ tôn trọng sức mạnh của nhau. Và cuối cùng, Joseph đã xoay sở để có thể vượt qua Gomu và giành lấy chiến thắng trong gang tấc. Đây thực sự là trận chiến giữa hai người đàn ông thực thụ và cũng là trận chiến duy nhất không dùng Stand trong danh sách này. Ở vị trí số 3 trong danh sách ngày hôm nay chính là trận chiến giữa Risotto Nero và Doppio. Nhiều người có thể ngạc nhiên khi thấy trận chiến này xếp hạng cao đến như vậy, nhưng thực sự nó đã bị đánh giá thấp đi rất nhiều. Cuộc chiến này có sự tham gia của Risotto Nero, người lãnh đạo của nhóm sát thủ, và Doppio, một nhân cách khác của Diavolo. Metallica của Risotto Nero là một Stand độc đáo. Đó là một Stand có khả năng sử dụng từ tính rất nguy hiểm và nó đã biến Risotto trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt thích hợp nhất. Doppio cũng không hề tụt lại phía sau khi có thể sử dụng Epita của King Crimson. Epita cho phép Doppio nhìn thấy trước được tương lai. Và Nero chiếm ưu thế trong hầu hết trận chiến, nhưng Doppio thật tinh danh khi sử dụng chính sự mất máu để làm lợi thế cho mình. Risotto cuối cùng lại bị bắn bởi Aerosmith của Narancia. Thật tiếc cho một trận đấu đỉnh cao, và điều mình tiếc hơn nữa là sau trận đấu này, một người trong team Bucciarati phải ra đi. Hai, nếu đến video top 10 cái chết buồn nhất trong Dojo lại khiến mình phải buồn hơn. Ở vị trí số 2 trong danh sách ngày hôm nay chính là trận chiến giữa Iggy và Polnareff với Vanilla Ice. Đây là một trong những trận đánh cảm xúc nhất mà mình từng được chứng kiến. Iggy và Polnareff không phải là những người bạn thân nhất, nhưng họ đã hợp sức để đánh bại một mối đe dọa lớn đến từ Vanilla Ice. Iggy và Polnareff thực sự phải hết sức vật lộn để đánh một cú vào Vanilla Ice nhiều lần trong trận chiến. Dường như họ cuối cùng đã tiêu diệt được hắn, nhưng không. Iggy cuối cùng đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Polnareff. Đây là một trong trận đánh có nhiều mất mát nhất trong JoJo's Bizarre Adventure. Và thật may mắn khi cuối cùng thì Polnareff cũng có thể đánh bại được Vanilla Ice. Ở vị trí số 1 trong danh sách ngày hôm nay chính là trận chiến giữa Jotaro Kuzo và Dio. Jotaro và Dio chắc chắn là một trong trận chiến mang tính biểu tượng nhất không chỉ trong JoJo mà còn trong toàn bộ lịch sử anime. Sau khi đi du lịch trong nhiều tháng chơi, Jotaro cuối cùng cũng đã chạm mặt người đã ám ảnh cả gia đình Joestar. Cái chết của Joseph khiến trận đấu này trở nên xúc động hơn rất nhiều. Nó khiến cả Jotaro, người thường không thể hiện cảm xúc, cũng phải nổi giận. Cuộc chiến này có thể tuyệt vời hơn nhiều nếu Jotaro có thể đánh bại Dio mà không phải sử dụng một Zerua khác. Tuy nhiên, đối với bản thân mình thì nó vẫn là một trong 10 trận chiến hay nhất trong các phần anime JoJo. You took revenge for Caesar. Yes, I did. Oh my god, no! Vừa rồi là top 10 trận đánh hay nhất trong anime JoJo mà mình đưa đến cho các bạn. Theo các bạn, có trận đánh nào xứng đáng lọt vào top này mà vẫn chưa được liệt kê? Hãy để lại bình luận ở dưới phần comment để chúng mình biết nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Anime Official. Mình là Shin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xem lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.